Okay, so the song today is for Jack, for Jack, my Canadian friend. The song name is "Do You Still Use This Number?" My English, right? No, man. Alright, so this song is for Jack, my friend. The song's name is "Do You Still Use This Number?" But I will sing it in Vietnamese, obviously. Hi. Ngày em đi xa, cứ ngỡ như là mới hôm qua. Số máy em còn trong danh bạ, dẫu biết em ở nơi xa lạ, chẳng còn nghe đâu. Ngày em đi xa, những thói quen này chẳng phôi pha. Có mấy đêm anh vẫn quen gọi số máy em rồi chẳng mua lời hồi âm. Liệu rằng ngày mai có quay lại, em có ngại ngần nghe máy tôi? Đừng chờ làm nhịp chuông ngân dài theo nỗi nhớ em lặng im không thôi. Liệu em có còn dùng số này không người, để mỗi khi ta cách xa lại nhớ vu vơ qua những cơn mơ. Em có còn dùng số này không? Em hãy nói đi một câu người ơi, làm sao để với những mong chờ vẫn thế khi không có em. Wow, man, good. That's the end. Yep.